Nguyễn Quốc Trung xin chào các bạn. Tập podcast này được phát vào đúng ngày mùng 1 Tết năm Quý Mão 2023. Tôi xin chúc bạn và gia đình có một năm mới sức khỏe, sung túc và nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Trong tập ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ bạn 5 cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng nó sẽ hữu ích cho bạn trong những ngày đầu năm. Thì đi vào chủ đề thứ nhất là những ngày đầu năm, theo phong tục xưa nay, chúng ta thường hay đi chùa hoặc là những nơi chúng ta cảm thấy linh thiêng để cầu bình an, cầu hạnh phúc và cầu tài lộc, để mà chúng ta cảm thấy an tâm và có lòng tin cho mình sẽ đạt được những gì mình cầu mong trong những ngày năm mới. Trong thực tế, nếu ai đi chùa để cầu gì được nấy, thì tôi nghĩ rằng cái xã hội bây giờ sẽ không còn tồn tại nữa. Bạn tự nghĩ xem, nếu một người nào có tâm thái xấu, cầu mong cho bạn gặp những điều không may, mà cái việc đó trở thành hiện thực thì nó như thế nào? Tôi có nghe được một bài giảng của một vị sư nói rằng Phật tại tâm, nghĩa là chúng ta cầu nguyện để chúng ta được an tâm vững vàng, có một cái niềm tin. Cái lời cầu nguyện đó như là một lời nhắc nhở mình hàng ngày để bản thân mình trở thành con người mà mình mong muốn. Trong khoa học thì đây gọi là phương pháp tự kỷ ấm thị, nghĩa là bạn lặp đi lặp lại nhiều lần cái câu chuyện mà mình tự nói với mình, dần dần bạn sẽ tin nó là sự thật và bạn sẽ có những hành động, những công việc mà bạn thực hiện để đạt được những điều mà mình cầu nguyện. Chủ đề thứ hai thì trong tuần vừa qua tôi thấy rất nhiều bài đăng trên Facebook nói về chủ đề bia rượu trong ngày Tết. Trong đó có nhiều câu hỏi hỏi về cách xử lý là nếu chú không uống thì không nể anh rồi. Theo tôi thì tất cả đều do mình lựa chọn. Nếu ngày thường hoặc là trước đây bạn đã ít uống rượu bia trong các buổi giao lưu, tiệc tùng thì có thể là rất khó để gặp trường hợp này vì họ biết bạn như thế nào. Còn trong trường hợp bạn hay dùng rượu bia để bàn công việc, bạn nhiệt tình tham gia cùng những người khác trong vấn đề rượu bia thì chắc hẳn bạn khó được né tránh những câu hỏi này. Bản thân tôi nhận thấy, những gì mà mình không muốn chuyện xảy ra với mình thì mình cũng đừng làm tương tự để xảy ra với người khác. Nên việc thay đổi quan trọng nhất trong năm nay và trong những năm sắp tới đó là thay đổi chính mình để trở nên tốt hơn. Khi đó bạn sẽ trở nên tốt hơn, các mối quan hệ tốt hơn sẽ đến với bạn và những thành công trong cuộc sống sẽ mang đến cho bạn những điều tốt đẹp hơn. Chủ đề thứ ba, thông thường thì chúng ta hay bị một cảm giác mà tôi hay gọi đó là động lực tạm thời. Nghĩa là chúng ta hay hứa hẹn với lòng mình là bắt đầu một năm mới, tôi sẽ làm một cái việc gì đó, ví dụ như là tập thể dục chẳng hạn. Rồi chúng ta tập thể dục được vài hôm thì lại bỏ cuộc và động lực tạm thời đó sẽ kết thúc. Cái động lực khác với cái kỷ luật. Động lực là bạn làm một cái thứ gì đó một cách hăng say trong một khoảng thời gian ngắn, rồi dần dần cái hăng say đó giảm dần và bạn bỏ cuộc dẫn đến là kết quả không hoàn thành. Nhưng mà cái kỷ luật sẽ giúp cho bạn có những cái kết quả lớn bằng những cái công việc nhỏ mà được bạn lặp đi lặp lại hàng ngày. Nên là tôi chúc bạn trong năm mới này sẽ xây dựng được cho mình một cái sự kỷ luật cho bản thân và kèm theo đó là những cái động lực nữa để bạn có thể đạt được nhiều thắng lợi hơn. Chủ đề thứ tư đó là xây dựng cái thói quen của mình trong năm mới. Tôi thấy rằng hầu hết những người thành công đều có những thói quen tốt, họ lặp đi lặp lại hàng ngày. Trong năm mới này, hãy liệt kê ra những cái gì mình mong muốn và những thói quen nào sẽ giúp cho bạn đạt được những thứ đó. Thực hiện nó hàng ngày với sự kiên trì để trở thành thói quen. Khi mà đã trở thành thói quen rồi, bạn sẽ thấy việc đó rất là dễ dàng với mình và cũng không cần phải cố gắng để mà hoàn thành việc đó. Và cuối cùng, đó là nuôi dưỡng sự tự tin để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Cuộc sống vốn dĩ không hoàn hảo, nên việc chúng ta mắc phạm phải sai lầm là việc đương nhiên phải xảy ra trong cuộc sống này. Nhưng bạn đừng có để sự sai lầm đó mà dằn vặt bản thân mình để trở nên tự ti, ái nái, e dè, rồi dần dần mình mất đi sự tự tin của mình và quên đi những cái thành công mình đạt được trong những năm vừa rồi. Trong những ngày đầu năm này, chúng ta hãy dành riêng cho mình một khoảng thời gian để mà đánh giá lại bản thân, xem việc gì lẽ ra chúng ta nên làm nhưng lại bỏ lỡ, việc gì mà lẽ ra chúng ta không nên làm thì sẽ tốt hơn, hoặc là có một cái giải pháp nào đó giúp bạn mang lại hiệu quả tốt hơn trong công việc đó. Từ đó có thể rút ra cho mình một cái bài học để có thể dũng cảm hơn khi đối mặt với các vấn đề mới trong thời gian sắp tới. Và cuối video này, tôi hy vọng bạn và tôi sẽ có năm 2023 thật là đáng nhớ với những bài học và những kinh nghiệm mới. Nếu bạn cảm thấy video này phù hợp với bạn, hãy nhấn like kênh và share cho một người nào đó nếu bạn cảm thấy nó phù hợp. Xin chào và hẹn gặp lại.